Hello, Biển Xanh xin mến chào quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ngay gần công viên thuộc khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này quý anh chị nhé. Bây giờ thì Biển Xanh xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư đi theo Biển Xanh để chúng ta tham quan và tìm hiểu về cái lô đất ngày hôm nay Biển Xanh cần giới thiệu nhé. Cái lô đất này thì nó là hướng Tây và nó gần ngay với công viên Ba Con Hươu, cách kênh du lịch sông Trăng rất là gần. Và đường trước đất là đường nhựa chạy thông, khu vực rất là đông đúc, dân sinh nhà cửa đã ở quý anh chị nhé. Cái vị trí của lô đất này nó nằm ở khu vực vị trí trung tâm, vị trí đông nhà. Ở cái khu vực này thì diện tích nó đa phần là vừa và nhỏ, cho nên là khá là vừa túi tiền rất nhiều anh chị em. Chính vì thế được mọi người ưa chuộng xây dựng nhà rất là đông. Chạy thẳng con đường này thì chúng ta cũng đi ra được là khu mở rộng quý anh chị nhé. Và đây chính là cái công viên. Lô này thì có diện tích là 4 x 14.31, tổng diện tích trên sổ nó là 57.24 m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng và nằm ở khu vực vị trí rất đông nhà, gần với công viên, nói chung là nó giống như gần view công viên rồi quý anh chị nhé. Và mình chạy thẳng phía trước đó chính là cái kênh du lịch sông Trăng và quẹo tay trái là đi về công viên 7 kỳ quan thế giới, khu vực nóng nhất và hot nhất của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này. Và như trên màn hình quý anh chị mình thấy, ở cái vị trí block này nhà cửa vô cùng là đông đúc. Mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta chạy vào khu vực này thì đều có những ngôi nhà mới mọc lên rất là nhanh quý anh chị nhé. Đây, phía trước mặt mình cũng đang có một ngôi nhà đang xây nữa rồi. Dân sinh xây nhà ở trong này rất là nhiều và cái lượng dân về đây ở cũng lên tăng khá là nhanh đó quý anh chị. Và cái vị trí của lô đất ngày hôm nay như trên màn hình quý anh chị mình thấy rất là đẹp quý anh chị nhé. Từ cái cọc này, mình đo ngang sang cọc bên tay trái của Biển Xanh là ngang 4 và dài sâu đụng xuống cái nhà đang xây đó luôn là 14.31. Tổng diện tích trên sổ nó là 57.24 m², thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Và ở cái khu vực này thì đất nó rất là cứng, chính vì thế chúng ta xây nhà cái tiền làm móng mình cũng rất là đỡ chi phí các bạn nhé. Đất ở những cái block đầu dự án này nó rất là cứng, chính vì thế mà chi phí để mình xây nhà nó cũng từ đó mà giảm xuống cho chúng ta. Cái lô này nó là hướng Tây và bên cạnh trước mặt mình thì chính là công viên Ba Con Hươu. Vị trí khá là đẹp đó quý anh chị. Và lô này thì có giá là 705 triệu là bao sang tên công chứng cho mình. Mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy, vị trí của lô đất này rất là đẹp luôn. 705 triệu là chúng ta sở hữu ngay một lô đất 57.24 m² và đất là đất ONT, tức là đất thổ cư ở nông thôn quý anh chị. Mình mua là chỉ việc xây dựng ngay và xây dựng tự do. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đất lành chim đậu. Nơi đây giống như một viên ngọc thô sơ nhưng mà đã được chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường Group đã khéo léo mài dũa và ngày nay thì nó đã trở nên vô cùng là tỏa sáng. Hạ tầng thì hoàn thiện, nước máy, đèn đường, camera an ninh. Ngoài cổng thì có bảo vệ trực 24/24 và trong khu này thì không khí lại vô cùng là trong lành và mát mẻ, rất là tốt cho sức khỏe quý anh chị nhé. Mình về cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này để sinh sống, an cư lập nghiệp thì cái sức khỏe của chúng ta nó rất là được cải thiện, bởi vì mình sống ở trong cái môi trường không có ô nhiễm, không khói bụi, không ồn ào, cũng không kẹt xe. Và đặc biệt thì trong khu này lại có rất là nhiều những công viên lớn nhỏ và cây xanh, đồng thời thì có hai cái hồ sinh thái lớn rộng 15 hecta và 23 hecta. Chính vì thế mà nó giống như là một
một cỗ máy điều hòa không khí khổng lồ, khiến cho không khí, bầu không khí ở trong này quanh năm dịu mát, và ở trong khu này thì rất là an toàn. Và giá đất ở trong khu này thì còn đang khá là mềm, do cái quỹ đất sạch ở đây còn rất là rộng, chính vì thế mà giá còn khá là mềm, rất thích hợp để chúng ta về đây mua để đầu tư sinh lời, cũng như là mua để dành hoặc là mua để mà an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. 4 × 14.31 bằng 57.24 m², hướng Tây, thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, giá chỉ có 705 triệu là bao sang tên công chứng cho mình, cho nên là quý anh chị mình khá là thích hợp mua để mà đầu tư sinh lời cũng như là mua để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được clip này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Trong khu này mới hình thành là khoảng 3 năm thôi nhưng mà dân sinh đã về đây sinh sống rất là đông rồi đó quý anh chị. Tổng diện tích dự án là 107 hecta và vẫn còn đang là tiếp tục mở rộng thêm khoảng 46 hecta nữa. Chính vì thế mà đây là một cái nơi còn đang phát triển rất là mạnh mẽ. Đường trước đất thì toàn là đường nhựa thôi, rất là sạch sẽ, thoáng mát. Càng mưa thì càng sạch. Rất thích hợp để chúng ta về đây an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời. Biển Xanh xin nhắc lại cái lô đất này diện tích là ngang 4, dài 14.31, hướng Tây, view công viên, ba con hươu, và nó nằm là cái vị trí vô cùng là đông nha. Dân sinh nhà cửa hiện hữu rất là đông đúc, và như trên màn hình thì quý anh chị mình thấy vị trí của lô đất rất là đẹp. Giá chỉ có 705 triệu là bao sang tên công chứng cho mình, bao đóng thuế phí tất cả các kiểu cho mình cho tới khi mà hoàn thành ra sổ cho mình luôn quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được clip này của Biển Xanh hãy nhanh tay gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị mình sở hữu ngay một lô đất đầu tư sinh lời cũng như là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Một lần nữa thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé.